Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang Hải Dương. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, em xin giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn một mẫu xe mà mới về bên cửa hàng bên em. Đó là chiếc Nissan X-Trail được sản xuất năm 2003 anh chị nhé. Chiếc Nissan X-Trail này thì là với cái động cơ là 2.5 số tự động, 2 cầu và sử dụng nhiên liệu là xăng. Thì đây là một chiếc xe nhập Nhật nguyên chiếc anh chị nhé. Em cam kết đây là một chiếc xe không hề tai nạn đâm đụng gì cả. Đấy, máy móc quần zin, máy móc zin và tất cả các xe đều hoạt động rất là tốt anh chị nhé, zin nguyên bản theo xe luôn. Từ những cái thứ như là đầu đài này, đấy, độ ngoại thất này, tất cả zin nguyên bản theo xe anh chị nhé. Con xe cực kỳ chất, hai cầu, gầm cao, 5 chỗ ngồi anh chị nhé. Đây là 5 chỗ ngồi Nissan X-Trail nhập Nhật nguyên chiếc. Thì đây 5 chỗ ngồi. Trước khi bước vào video thì anh chị hãy đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Thì sau đây em xin giới thiệu tổng thành chiếc Nissan X-Trail này cho anh chị xem. Xe thì mang ra tông màu sơn là tông màu ghi anh chị nhé, tông màu ghi. Xe không hề ta lạn đâm đụng gì cả, không hề ta lạn đâm đụng gì anh chị nhé. Keo chỉ nguyên bản cả xe luôn. Đấy anh chị nhìn đây, bốn cánh như một luôn nhé, không hề mục mọt này, lòng trong cánh cửa anh chị nhìn nhé, sơn zin luôn. Đấy, không hề mất một phân keo chỉ nào cả. Nội thất này, đấy, tắp ly tắp lô này, rất là sáng luôn. Con này chạy cực kỳ chất luôn, số lại rất là mượt. Đấy, con này á, nó có cả gì nhỉ? Có cả ga tự động anh chị nhá, ga tự động này và giới hạn tốc độ. Đấy, cruise control đấy, tích hợp hai túi khí anh chị nhá, túi khí phanh ABS. Đấy, phanh đĩa bốn bánh rất là an toàn luôn. Anh chị nào mà mua con này về thì chạy thử cái chất, và con này em thấy chạy rất là tiết kiệm xăng anh chị nhá. Con này thấy em chạy rất là tiết kiệm xăng. 100 cây nó khoảng tầm khoảng 10 lít thôi anh chị nhá. Không đến 10 lít đâu. Đấy. Anh chị nhìn này, form dáng của nó này, căng đét luôn. Đấy, không nhàu nhá. Anh chị nhìn form dáng này, đấy, tông tôn này, tông này rất là dày luôn. Rất là dày luôn anh chị nhá. Không ấn được luôn. Đấy, form dáng anh chị nhìn căng đét luôn, sơn zin còn khoảng 90%. Đấy anh chị nhá. Em cam kết luôn. Đây anh chị nhìn cái lòng trong cánh cửa của em nó đây. Đấy. À, lòng trong cua lốp này. Anh chị nhìn chưa? Zin toàn tập luôn. Đấy. Anh chị nhìn này, đấy. Cao su lon này. Còn zin nguyên cái lòng cua lốp này. Cái chỗ này như những con xe khác mà thấp kém mà tôn mà vỏ mỏng ở chỗ này hay bị mục mọt hết, như những dòng Daewoo chẳng hạn. Đây chị nhìn này. Màu nó rất là sáng luôn. Con này là màu ghi anh chị nhé, màu ghi. Đèn cột này, cột này. Đấy, gạt mưa sau này, đầy đủ hết anh chị nhé. Phun nước gạt mưa sau này, đầy đủ hết này. Cốp con này rất là rộng luôn, 5 ghế ngồi mà. Thì nó chừa đằng sau một khoảng trống để anh chị ngồi. À để đồ anh chị nhé. Lòng trong đây không hề bị tai nạn đâm đụng gì anh chị nhé. Con này em cam kết luôn là không hề tai nạn đâm đụng gì cả. Cực kỳ chất luôn, anh chị nhìn lên lốp này. Lốp mới 100% luôn. Anh chị nhìn nhá, cái răng lốp này. Đấy. Đấy, răng lốp anh chị nhìn chưa? Sâu chưa? Sâu phải đến 1 phân đấy. Lốp phải không phải 100% thì hơi quá, nhưng mà lốp mới tầm 98%. Đấy. Keo chỉ thì em không phải cần phải giới thiệu nhiều, bốn cánh như một rồi. Đấy. Không phải tai nạn đâm đụng gì cả. Ghế da. Ghế da nguyên bản theo xe từ lúc sử dụng đến bây giờ anh chị nhé, từ lúc mua mới đến bây giờ. Bốn cái chỉnh điện kính lái auto này, khóa gương, khóa kính đầy đủ này. Đây, vô lăng anh chị nhìn vô lăng thấy chưa? Mới tinh luôn. Đấy, vô lăng mới tinh luôn. Đây. Xe chạy được 17 vạn anh chị nhé. Số tự động này.
Em đề cho anh chị xem. Đề phát ăn ngay. Đấy. Vòng tua rất là ổn định luôn. Nhiệt độ này, kim báo xăng, đồng hồ báo tất cả này. Đây, tôi cần cái ga tự động nó ở đây anh chị nhá. Thế đây là con này nó vừa chạy CD này, đấy, vừa chạy đầu băng này. Đấy. Đang phát nhạc đầu băng anh chị nhá. Đầu băng chạy bình thường nhá. Đấy, anh chị nha, nhìn đây. Đấy. Chất chưa? Nguyên bản luôn. Đây là hộp lạnh. Anh chị nhá, để chị đổ nước, để chai nước vào chẳng hạn. Đấy. Đấy, để chai nước vào đây thì một lúc sau nó sẽ lạnh. Ví dụ như là một lon cà phê chẳng hạn đấy. Một lon cà phê cho vào đây vừa bạn luôn, đóng vào thì là một lúc sau thì nó sẽ lạnh anh chị nhá. Cốp này. Cốp này. Hai túi khí an toàn. Đấy. Cửa sổ trời hoạt động bình thường. Đấy. Chạy băng băng luôn. Rất là chất, con này cực kỳ chất luôn anh chị nhá. Em phải nói con này cực kỳ chất luôn. Em sẽ giới thiệu phần khoang máy động. Phần khoang máy động cơ cho anh chị xem. Đang nổ máy nhá. Đấy, anh chị nhìn khoang máy chưa? Để em chống cái này đi. Đây, khoang máy của em đó đây. Đấy. Khoang máy của em đó đây anh chị nhé. Đang lổ máy nhá. Máy lổ Intimate luôn. Đấy. Con này em cam kết với chị, con này là máy zin nhá. Đấy, máy không một giọt dầu gì ra luôn. Đang lổ máy nhá. Máy sáng choang luôn. Sửa kim phun. Đang lổ máy anh chị nhé. Anh chị nhìn cái dây cu toa chạy chưa. Đấy. Êm không? Đấy. Tổng thành của ít chai thì em đã giới thiệu cho anh chị rồi. Còn chỗ nào mà anh chị chưa hiểu lắm thì alo cho em, hoặc là nhắn tin cho em theo số Zalo là 0358286286 anh chị nhé. Gầm bẹ của em nó đây. Đấy. Không hề mục bọt này. Đấy. Anh chị nào mà quan tâm với con X-Chai này, Nissan X-Chai này thì alo cho em. Số điện thoại 0358286286 em Quang Hải Dương nhé. Xe hai cầu. Hai cầu điện. Đấy chị nhá, số tự động. Sử dụng nhiên liệu xăng với cái động cơ 2.5 nhập Nhật nguyên trước và xe nguyên bản. Không hề tai nạn mục mọt. Đấy, không hề đâm đụng, máy móc zin, hộp số lại rất là mượt luôn. Đấy, anh chị nào mà quan tâm thì alo cho em. Giá rất là hợp lý. Đấy, giá rất là hợp lý anh chị nhá. 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho một em SUV mà nó chất lượng như này. Mà không hề tốn xăng. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em. Xin phép dừng video tại đây ạ.